Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh thông tin bất động sản của khu vực nhà đất huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Ở Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh phía bên dưới để đón nhận những video mới nhất mà kênh thông tin nhà đất huyện Cẩm Mỹ vừa mới cập nhật à, Hoặc có thể quý vị có thể liên hệ cho tôi chúng tôi qua số hotline 0935 605 866 Hoặc truy cập vào website www.nhadấtcẩmmỹ.vn Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Kênh thông tin nhà đất hiện cẩm mỹ à, sẽ giới thiệu đến quý, quý anh chị một vườn à, bơ à, có tổng diện tích là 2 400 bốn mét vuông có nghĩa là hai sào tư tại à, xã Sưng bảo huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai à, lô đất à, có khoảng 35m mét mặt tiền đường bê tông như thế này nè quý anh chị nè à, từ đây ra ngoài đường nhựa rất là gần À, đi thẳng ra hướng này tầm khoảng 200m là tới đường nhựa và nó thông hai đầu đường luôn giờ đi thẳng về hướng này là khoảng 600m ra tới đường nhựa lô đất hiện tại là đang trồng bơ à, rất là màu mỡ đây là thuộc dạng đất đỏ ba giang rất là màu mỡ nha quý anh chị nha à, trên đất hiện tại là có một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Đây là vườn bơ và có trồng thêm uh, sầu riêng nữa này quý anh chị nè. Hiện tại thì uh, tôi không có vào trong vườn được do là chủ nhà đi vắng, à, không có mở chìa khóa được. Thì tôi sẽ quay uh, tôi sẽ quay ở từ cái hàng rào đi vào cho quý anh chị xem. Đây, đây là cái vườn uh, sầu riêng và bơ. Đó, cây cối phát triển rất là xanh tốt rất là đẹp ở đây đã được rào lưới b 40 hết rồi nha quý anh chị nha đây rào lưới hết rồi thì cái lô đất này á, là nó có tổng diện tích là 4.800 m2 nhưng mà chủ họ sẽ cắt ra làm đôi có nghĩa là sẽ cắt ra là hai hai sào tư À, đang chào bán với giá là 2 tỷ rưỡi. À, có thương lượng nhẹ nha quý anh chị nha. Có thương lượng nhẹ. Thì ở đây là nó có điện nước đầy đủ rồi, đường bê tông, xe ô tô bốn chỗ, bảy chỗ, xe tải nhẹ mình à, đi vào rất là vô tư, rất là thoải mái. Ở đây mà đi ra ngoài chợ cũng rất là gần, à, tầm khoảng à, một cây số thôi mà ra tới ngoài chợ. Khoảng từ một tới hai cây đó quý anh chị đó thì đường đi cũng rất là, là thông thoáng rất là dễ đi ở đây mình chạy vòng ra đường này ra đường nhựa rồi rẽ trái chút xíu nữa ra đường xuân định đó đường xe buýt đó thì ra đó là ra đường nhựa thì ra ngoài từ vị trí này mà đi ra ngoài trung tâm chợ trung tâm xã là từ một khoảng một cây rưỡi đó quý anh chị khoảng một cây rưỡi mình chạy xe máy trong vòng mà năm tới 7 phút thôi là ra tới chợ rồi rất là gần đường xá cũng rất là dễ đi ở đây là trồng bơ bơ này là bê ghép nè bơ không bê tư, ba tư nè quý anh chị nè bơ trái dài đó rồi, sầu riêng thì trồng được khoảng 2 năm tuổi rồi thêm một năm nữa là bắt đầu là cho trái cho bói năm thứ tư bắt đầu cho trái mạnh đây quý anh chị thấy đây là sầu riêng nè bơ nè cái vườn này đang chào bán là giá 2 tỷ tư nha quý anh chị nha ở đây là vị trí này mà đi ra ngoài à À, tôi xin lỗi với nó nhầm, à, đang chào bán là 2 tỷ rưỡi. Ở đây mà đi ra ngoài sân bay quốc tế Long Thành á là khoảng là 20 km. À, mà đi ra ngoài à, trung tâm hành chính huyện cẩm Mỹ là khoảng 10 km. ở à, đây là thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 90 km. Đó. Rồi lô à, đất này khá là vuông vắn, khá là bằng phẳng. Có hàng rào lưới B40 đầy đủ rồi, có nhà cấp 4. thị trường ngứa đồng sản ở cảng mỹ đang rất là sốt đất đây mấy anh chị môi giới nè đó anh chị đi môi giới đi đi giới thiệu đi chào đất tìm đất cho quý anh chị xem rồi cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video này à, quý anh chị nào mình quan tâm đến đôi đất này thì liên hệ cho tôi số điện thoại là 0935 0935605866 à, cảm ơn quý anh chị và xin hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo xin chào tạm biệt